nếu giống như cái thằng nào đó cái gì người dân Nga hãy bắt giữ tổng thống Putin giao nộp cho ICC. À, thì sau nó đó, Đức Nga với Hùng Cường đúng không? Trong khi mà nó nói vậy mà nó không nghĩ tới tổ tiên với cái đồng đồng bọn của tụi nó, đồng loại của tụi nó, đó là gì đó. Ngày xưa cũng cái lũ ba que tụi bay bắt giữ ông Diệm đó, đúng không, bắt giữ gia đình ông Diệm á, giao nộp đó, rồi bây giờ tụi bay có Hùng Cường không hả? Bây giờ tụi bay có giàu mạnh không? Mất tuyệt tình đó chứ. Bây giờ em mới nghĩ rằng nguyên nhân tại sao mấy anh đu càng rồi. Sao cái hồi đó đó là mục đích của các anh ấy là bắt gia đình Ngô Đình Diệm giao cho Mỹ để Hùng Cường, anh hiểu không? Đó, nhưng mà nếu mà muốn Hùng Cường hơn á, là đáng ra là các anh phải bắt Nguyễn Văn Thiệu nữa giao cho cộng sản. Đúng rồi. Thì với Hùng Cường, thế nhưng mà rồi các anh ấy không bắt, cái rồi là các anh đu hết luôn. Đủ nguyên nhân sâu xa giờ mới tìm ra đó. Phải công nhận là bây giờ em mới tìm được ra cái nguyên nhân sâu xa, chứ ngày xưa em đâu biết đâu. Chỉ nghĩ là các anh bại trận thì thôi, các anh bỏ chạy thôi, chứ ai nghĩ. Tính ra tụi này nó thông minh chứ, chung thông minh á, chứ nó không có ngu đâu. Không, nhưng mà thông minh đó, thì thế thì nó không sống lâu anh. Vậy nó qua Mỹ nó chiếm gần hết cái bang Cali ngon nữa. À đấy, à. Nói với nhớ, khả năng là tương lai hình như khả năng đến con cháu anh em mình là khả năng là thu phục được lãnh thổ đấy ạ. Bởi vì bọn này nó hay kêu gọi lời lắm, nó hay kêu gọi cái quyền gì ta, nó gọi là cái quyền tự quyết anh. À, quyền tự quyết, quyền tự quyết. À, nó hay kêu gọi quyền tự quyết theo cái công ước gì của cái gì đấy, nó gọi là cái gì ta, hiệp với cái gì. Cái gì nó gọi là cái công ước Geneva vậy hả? À không, có nghĩa là nó gọi là gì, quyền cái đó nó gọi là luật hay cái gì ta, của quốc tế này, của Liên Hợp Quốc ấy nhỉ, cái quyền tự do gì, chính trị gì, kinh tế xã hội gì đó em không nhớ rõ lắm, giờ phải mất công vào mạng tìm, nhưng đại khái là trong đó có quyền tự quyết ấy. Ta hay xúi người dân Việt Nam mình là tự quyết, một là nó xúi người ở Tây Nguyên tách ra tự quyết, thứ hai là nó xúi là nó bảo là thôi người miền Nam giờ tách ra, à, tự quyết. Thế mà ông thấy bọn nó tự quyết ở Cali ta, nó tách cái bang đó, nó thành lập một nước ấy ha, cũng được á. Giống như cái ông gì người Mỹ, ông gì người Mỹ đó, ông thành lập một cái quốc gia gì ở nước Mỹ đó. Đúng không? Thấy nó rồi, không thấy nó tách ra Cali đó. Ừ, đúng không? Thí dụ như bây giờ Cali nó tách không được đi, nói gì nói Cali nó cũng là một cái tiểu bang, nó cũng to lớn đúng không? Với cái sức dài vai rộng của cái đám ba que này, nó tách không được thì mình cũng hiểu. Thì thôi thì giờ người ta gom lại, người ta đừng có tách ra cái khu của phố Bô Sa đi, đúng không? Đó, đó là một cái khu gọi là gì, ba que Town đúng không? Ở thí dụ như tụi Tàu nó có gọi là cái gì Chinatown, thì bây giờ mình tách ra một cái khu mình gọi là cái khu ba que Town, đúng không? À, cũng được, em nghe cũng hợp lý. À, anh thấy không, bây giờ như này anh thấy như này có hợp lý không? Nó có đầy đủ yếu tố nha. Nếu mà theo như cái gì ta, nó gọi là cái công ước gì Montegro gì mà liên quan đến cái chỗ mà ngày xưa nó cứ nói Việt Nam mình là hai quốc gia đó, như công ước gì đó, ở đó là có ấy nha, ở đó là có dân số này, có cơ sở hạ tầng này, có chính phủ này, có biên giới này, lãnh thổ này, đúng không? Bởi vì Cali thì nó cũng chỉ phải có biên giới lãnh thổ với các tiểu bang khác, chứ làm sao mà nó không có biên giới được. Nó đủ yếu tố để thành lập một quốc gia chưa? Tại sao em phải chính rồi đúng không? Em tại sao em khẳng định nó có chính phủ? Chắc chắn là Cali có chính phủ người Việt. Tại sao là như vậy? Thứ nhất này, hoàng đế nó có này, đúng không? Tổng thống nó có một nùi luôn. Đúng rồi. Rồi thủ tướng nó cũng có một mớ luôn. Tổng thống các ban ngành luôn á. Gặp các loại luôn, tật bộ trưởng, rồi là chủ tịch, rồi là tướng ta, rồi tùm lum hết, cái gì nó cũng có hết á. Nó không thiếu cái gì hết á. Không có chủ tịch thường đâu nha chung, không có chủ tịch thường đâu nha, chủ tịch tập đoàn ba que toàn cầu luôn mới ghê chứ, không có riêng mà đâu có chủ tịch mà ba que ở Cali hay là Bô Sa đâu, đừng có đùa. Mà còn chưa kể nó nha, còn chưa kể một cái yếu tố quan trọng nữa, đó là gì, nó có quân đội.
Đúng. Tại sao em khẳng định Còn có cái quân tại. đội? Cái anh nhớ cái tàu như tảo không? À. Thì không có quân đội thì lấy ai mà lái cái tàu như tảo? Đúng rồi. Thì Có đó, thì thuyền phó qua tiêu này đủ hết chứ đừng có đùa. đó. Không quyền ra em có Nguyên một đùa cái không hạm đội treo người nha. ta. Nguyên một cái hạm đội luôn. Đô đốc được các kiểu đầy đủ hết anh, đâu thiếu gì đâu. Hàng năm anh không thấy duyệt binh các kiểu không? Thấy không? Súng ống đầy đủ, đâu thiếu gì đâu. Lâu lâu Đào Minh Quân này tập hợp lại họp quốc hội, anh hiểu không? Đầy đủ các yếu tố thành lập quốc gia luôn. Đâu có thiếu cái gì đâu. Mà sao Cali nó không được gọi là quốc gia ta? Đó, Theo theo công ước gì đó. tại vì tụi nó thì nó chỉ xuống người ta tự quyết thôi, mà bản thân tụi nó tụi không không dám tự quyết. À sao kỳ ta, không lẽ người Việt Nam có quyền, nó không có quyền ta, mà sao ở Mỹ tự Không, do dân chủ nhân quyền mà không, anh nghĩ vậy này, chung là tụi nó có quyền là hợp lý, có quyền là hợp lý, bởi vì mặc dù là tụi nó cũng là con người đúng không, đứng trên bằng hai chân hai tay và có một cái đầu, nhưng mà nó chỉ khác người Việt Nam mình là cái bộ não thôi. À, à. khác à, khác Việt Nam, người Việt Nam mình là cái bộ não, cái tư duy á, đúng không? Cho nên tại sao á tụi nó có cái tên là ba que sọ lá, mà nó đã cầm cái tên ba que sọ lá rồi thì nó có quyền, nó muốn làm gì làm, à nó muốn cho ai sống là sống, mà muốn cho ai chết là chết, là ở nước Mỹ À. vậy á, nó được đặc quyền đó, bởi vì nó mang cái tên đó thì nó phải được cái đặc quyền đó. Cho nên là cái điểm này thì Trung muốn rút kinh nghiệm, mai mốt mà thôi cãi nhường nó đi, thua nó đi, bởi vì nó là không ai sao lá mà đúng không, nó muốn ai chết chẳng được, không muốn ai sống chẳng được. Ông À. Trùm với ông bè đồng ra bầu cử, rồi mình thích ông nào lên là ông đó lên, còn ông thích thì nó chửi ông kia như chó như con, thậm chí như mẹ nó lôi nó lôi đầu ra đường ra phố, nó bêu đầu ra đường ra phố, nó xích cổ nó lôi chung thấy hả, rồi nó lên chọn họ nó chấn gối rồi nó đấm đó đó, thấy chưa? Nhưng mà em không hiểu ở chỗ này, sau khi nó hành động như vậy, ông John Biden ông vẫn là tổng thống mà ta, ông đâu có thay đổi gì đâu. Thì bởi Thảm nào đó, hôm hôm mấy hôm tranh luận với một số anh á, ấy toàn kêu rằng mày ngon mày nổ địa chỉ đi mày, đủ trời hên quá em giấu địa chỉ chứ không là cũng chắc rồi cũng đi luôn rồi. cháu này, Ông ở bên Mỹ mà ông ở bên Mỹ mà ông kêu mày ngon mày nổ địa chỉ đi mày, đúng không đi thôi, mốt thua nó mới pha nó đi, mốt gặp mấy không? pha nó thôi, thua nó kèo đi phải không? Thôi thua Thôi thua. đừng 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 đừng, đừng, đừng đó, hơn thua nó mới dụ tụi nó vụ đó làm gì đó, coi như cho nó mặc định cho nó thắt đi đúng không? Thôi cho bữa sau thôi để các anh ấy làm anh đi ha. Thôi mình làm em À cũng được. đúng rồi, À, mất công thì kêu mày ngon mày đụng ba tao trước đi mệt lắm. à. Mốt chung gặp mấy đó chung phải gọi anh ba nha, gọi gọi anh ba đàng hoàng nha, chứ chung mà gọi gọi anh hai cũng không chịu đâu, anh tư cũng không À. chịu nữa, phải gọi đúng anh ba nó mới chịu. Không, mấy thằng này nó kỳ lắm, Lên không lên tính mà xuống không xuống thôi. cái tính người ta biết sao, nói gì nói với người ta thuộc cái tầm đó rồi, đâm ra người ta khó chịu lắm nha, gặp phải gọi anh ba mới chịu. Ok 31 anh, 31 cũng không em được nha, à, 31 32 gì cũng không được đâu á. mà 29 không không chơi đúng không? À. Em Phải hiểu là rồi. anh Bữa sau đi, lỡ mày có lướt trên mạng thì thôi, nhìn thấy mấy anh né né một chút chứ mất không mấy hỏi địa chỉ sợ lắm. em chạy anh ba Ok ok anh, thì qua ngày hôm nay em chia sẻ thì vui thôi. Nhưng mà nó cũng là thực tế đó, nó cũng là thực tế, nó diễn ra cái thời gian rất là dài rồi, từ hồi mà giải phóng đất nước cho đến nay đã, càng khi mà cái mạng thông tin càng phát triển đó, thì cái những cái luận điệu đó thì nó diễn ra thường xuyên trên không gian mạng và người ta đả kích rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thì dĩ nhiên là ở trong nước cũng có một vài bộ phận từ cái suy nghĩ tư duy như nào thì em không hiểu, thế nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó, đất nước không phải tự dưng mà được như ngày hôm nay. Thế nhưng mà những cái thành phần đó nó giống như kiểu mang tính chất mà mình nói, nó vô hơn nó cũng đúng, bởi vì là khi mà đất nước hòa bình ổn định như thế này nó không thích, nó là thích Việt Nam mình lúc nào cũng trở thành một cái giống kiểu chiến trường ở Ukraine, thì cái đó là một cái mà có thể nói là cái tai họa, phải nói cái tai họa cực kỳ lớn giáng xuống đầu người dân Việt Nam một lần nữa. Và nếu như trước đây đó, bản thân những cái người mà lớn tuổi ở bên Mỹ mà bỏ chạy á, thì đã thừa hiểu cái sự tàn khốc của chiến tranh nó như thế nào, hay là những cựu chiến binh của chúng ta còn đến ngày hôm nay đó
cũng có thể thấy được rồi là nạn nhân chất độc màu da cam đó. Thì đất đất chúng ta nó cảm nhận được cái sự mà tàn phá, đúng không, cái sự khủng khiếp cũng như là cái hậu quả nặng nề như nào của chiến tranh như thế nào rồi. Thế nhưng mà đâu đó thì vẫn có một vài người còn tin, còn theo. Thì cái đó là cái cá nhân, tư duy cá nhân của từng người thôi, chứ mình cũng không thể cưỡng ép người ta được. Đó là quyền của người ta thôi.